Nhiều cư dân mạng cho rằng Lý Dịch Phong chỉ là bia đỡ đạn và nam nghệ sĩ với 30 triệu fan vướng tin đồn hẹn hò chính là Vương Nhất Bác. Ngay lập tức, phía Vương Nhất Bác đã đính chính rõ ràng tin đồn. Sau khi thông tin này nổ ra và gây bão Weibo, ekip của cả hai nghệ sĩ đã lên tiếng khẳng định tất cả đều là tin đồn bịa đặt, đánh lừa công chúng. Đây là hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ. Phía Lý Tử Tuyền cũng tuyên bố hiện tại nữ ca sĩ đang hoàn toàn độc thân. Cụ thể, có hai tài khoản Weibo thông báo sẽ tung tin hẹn hò của một nam nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ. Sáng hôm nay, những tin tức này lập tức được khui ra đúng như đã hứa. Một là nghi vấn tình cảm giữa nam MC nổi tiếng của xứ Trung, Hà Cảnh cùng một người con trai lạ mặt. Và thứ hai là Lý Dịch Phong lộ chuyện hẹn hò với nô tỳ thân cận của Nhàn Phi trong diễn hình công lược Phương Anna. Nếu Hà Cảnh chưa đưa ra phản hồi thì bên phía Lý Dịch Phong đã nhanh chóng dập tắt tin đồn hẹn hò không đáng có. Nhiều cư dân mạng phân tích rằng, khoan hãy nói đến tin đồn tình cảm về hiện tại, nam nghệ sĩ họ Lý đã là nghệ sĩ với hơn 60 triệu lượt theo dõi trên Weibo, nên anh chàng không thể là nhân vật chính trong tin đồn kia được. Chính vì lý do này, nhiều ý kiến cho rằng tin hẹn hò của sau nam 30 triệu fan đã bị bưng bít và Lý Dịch Phong là bia đỡ đạn mà thôi. Trên Duban, một loạt blogger đình đám bất ngờ réo tên Vương Nhất Bác. Rất nhiều người đưa ra dữ kiện về một sao nam có tên viết tắt là WYB đang hẹn hò với một thực tập sinh sáng tạo doanh mùa 1. Chủ đề này ngay lập tức bạo mạnh trên Weibo bởi thành viên Unit vốn có lượng fan girl hùng hậu. Chính vì vậy, từ khóa Vương Nhất Bác, Lý Tử Tuyền trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, được gắn tăng bùng nổ. Điều đáng nói hơn là Vương Nhất Bác từng là huấn luyện viên nhảy của sáng tạo doanh có Lý Tử Tuyền tham dự, nên cả hai đã có cơ hội gặp mặt trên show này. Cặp đôi được fan gắn ghép, sáng tác vô số fanfic trên mạng xã hội. Sở dĩ tin đồn hẹn hò xuất hiện là do Vương Nhất Bác liên tục bị phát hiện sử dụng đồ đôi như dây chuyền, ốp điện thoại. Điều đáng khả nghi hơn đó chính là việc một tài khoản trên Weibo có tên khá dài và kết thúc với dòng WYBLZX được cho là tên viết tắt của hai người đã bị CNET tìm ra. Vậy nhưng chỉ ít giờ sau đó, tài khoản này đã hoàn toàn biến mất giống như cố ý xóa dấu vết. Tiếp đến, một số khán giả đã chỉ ra một vài chi tiết được cho là rất ngọt ngào của cả hai. Trong phần giới thiệu trên sân khấu, Vương Nhất Bác đã gọi Lý Tử Tuyền bằng một biệt danh thân thiết là Đậu Đậu. Bên cạnh đó, Lý Tử Tuyền có những bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến mô tô. Vương Nhất Bác là một tay đua mô tô nổi tiếng. Ngược lại, Vương Nhất Bác thì thường xuyên thay đổi mẫu hình bạn gái lý tưởng, trùng hợp thay tất cả đều giống với ngoại hình tại thời điểm đó của Lý Tử Tuyền. Ví dụ như lúc Vương Nhất Bác nói thích con gái tóc dài thì lúc đó Lý Tử Tuyền cũng để tóc dài. Khi Vương Nhất Bác thay đổi hình mẫu lý tưởng là con gái tóc ngắn thì Lý Tử Tuyền cũng đang để tóc ngắn. Vì tin đồn này mà Thái Tử Khôn cũng bị lôi vào cuộc. Tuy nhiên, một fan cứng của nam ca sĩ đã đứng ra khẳng định nhân vật chính của tin đồn chính là Vương Nhất Bác. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung dần dần tìm lại những hình ảnh cũ của hai người. Vương Nhất Bác hoàn toàn có thái độ đặc biệt với cô học trò xinh xắn và đáng yêu khi anh dường như có phần ngại ngùng gượng gạo hơn hẳn. Ngoài thông tin về Vương Nhất Bác đang gây xôn xao thì đồng thời cũng xuất hiện thông tin cho rằng nam đỉnh lưu 30 triệu fan sắp công khai hẹn hò là Hoa Thần Vũ, đối tượng hẹn hò là Phan Bác Nghệ. Hoa Thần Vũ từng là giáo viên hướng dẫn của Phan Bác Nghệ trong show Minh Nhật Chi Tử. Trên Weibo đã có tin đồn Hoa Thần Vũ muốn dùng 700 tỷ đồng để cắt đứt quan hệ với Trương Bích Thần vì đang hẹn hò với Phan Bác Nghệ. Cặp đôi thầy trò được cho là đi du lịch Nhật Bản với nhau vào tháng 10 năm 2019. Thậm chí Phan Bác Nghệ còn chia sẻ một số bài đăng như khẳng định mối quan hệ hẹn hò giữa hai người. Vương Nhất Bác là cựu thành viên của nhóm nhạc Trung Hàn Unit. Anh từng được nhiều khán giả biết đến khi tạo ấn tượng mạnh trong tác phẩm Trần Tình Lệnh. Ngoài làm ca sĩ, Vương Nhất Bác còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như dẫn chương trình, người mẫu, thậm chí anh còn là một tay đua xe mô tô chuyên nghiệp. Nhưng điện ảnh mới chính là sân khấu giúp cho anh gặt hái được nhiều thành công. Vương Nhất Bác được mệnh danh là Tứ Tiểu Thiên Vương, sinh sau năm 1995. Ở tuổi 22, anh đã trở thành một trong top những người sao được săn đón nhất Trung Quốc.